Dạ, mình chào bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn của em Ngọc Hương giao lưu phôi với Mỹ nha bà con. Nhà vườn thì phôi số lượng rất là lớn luôn, sỉ và lá cho bà con mình luôn nha. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn ạ. Chào Hương. Dạ, con kính chào quý cô chú anh chị đang xem clip của nhà vườn con ạ. Bữa nay con tiếp tục lên một số phôi là quái VIP, hy vọng là quý cô chú anh chị ủng hộ cho nhà vườn con ạ. Con lên phôi mã đầu tiên. Mã đầu tiên này giao lưu nhà mình giá 250 ạ. Hoành cổ đây con đo được 21. Sổ đế dài là 25. Tổng cao luôn là 50 hết cả nhà. Một rễ quắn. Cây một rễ quắn quái. Rồi con qua cây này, con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã số 2. Mã số 2 này con giao lưu với nhà mình là giá 150 ạ. Giá đây thì con đã bao phí ship rồi nha cả nhà. Quạnh đây con đo được 20. Sổ đế 30 và tổng cao 45. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã số 3. Mã số 3 này con giao lưu nhà mình giá 300 ạ. Mảnh đây con đo được là 22. Tông cao hai cả nhà. Đế dài là 30. Và tổng cao cây này là luôn là 92. Đây. Form tàn đẹp, đế đẹp, chi cành đẹp, nói chung là đẹp toàn diện ha. Dạ con qua cây này ạ. Con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã số 4. Một rễ khá to ha. Mã số 4 này con giao lưu với nhà mình là 400k. 400 con bao phí ship hết cả nhà. Mảnh đây con đo được là 26. Đế dài là 30 và tổng cao cây này là 83. Một rễ co quái lắc và chi cành cao. Đây tông thái nha cả nhà. Dạ con qua cây này ạ. Con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã số 5. Mã 5 này con giao lưu nhà mình giá 250 ạ. Mảnh đây con đo được là 19. Đế dài 28. Tổng cao 46. Dạ con qua cây này ạ, con lên cây mã tiếp theo. Tiếp theo là cây mã số 6. Một rễ co quái lắc. Số 6 này con giao lưu nhà mình giá 200 ạ. Hoành đang đo được là 17. Đế là 32 và tổng cao là 50. Dạ, con qua cây này luôn ạ. Con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã số 7. Ủa? Số 7, vậy là cây vừa rồi số 6. Cây này con giao lưu với nhà mình là giá 200 ạ. Hoành đây con đo được là 23. Đế dài 30. Và tổng cao luôn là 75. Dạ con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo. Dạ tiếp theo là cây mã số 8. Số 8 này con giao lưu nhà mình giá 150 ạ. Hoành đây con đo được là 17. Đế dài 28. Tổng cao là 52. Dạ con qua cây này luôn ạ, con lên cây mã tiếp theo. Mã tiếp theo là cây số 9 cả nhà ơi. Cây này mộng gốc nha. Cây này con giao lưu nhà mình giá 250 ạ. Hoành con đo vị trí ở đây là 20. Tổng cái đế của nó là 30 nguyên cả nhà. Và tổng cao luôn là 86. Dạ con qua cây này ạ. Con lên cây mã tiếp theo. Tiếp theo là cây mã số 10. Số 10 này con giao lưu nhà mình giá 250. Mảnh đây con đo được là 18. Đế dài 30. Tổng cao là 68. Dạ con qua cây này ạ, con lên cây mã tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 11. Mã 11 con giao lưu nhà mình giá 200 ạ. Mảnh đây con đo được là 21. Đế dài 30. Tổng cao 61. Dạ con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 12. Mã 12 này con giao lưu nhà mình giá 250. Mảnh đây con đo được 22. Đế dài 33. Tổng cao là 50. Dạ con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 13. 13 này con giao lưu nhà mình giá 200 ạ. Mảnh đây con đo được là 23. Đế dài 24. Và tổng cao là 45 cả nhà ơi. Dạ con qua cây này, con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 14. Mã 14 này con giao lưu nhà mình giá 300 ạ. Mảnh đây con đo được là 26. Đế dài 30. Tổng cao là 88. Dạ rồi con qua cây này, con lên cây mã tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã 15. Mã 15 này con giao lưu nhà mình giá 250 ạ. Mảnh đang đo được 22. Đế dài 28. Tổng cao 50. Dạ con qua cây này luôn ạ.
Con lên cây mã tiếp theo, mã tiếp theo là cây mã 16. Mã 16 giao lưu nhà mình giá 200 ạ. Khoảng đây con ra được là 22. Đế dài 30. Và tổng cao của cây này luôn là 59. Cây một rễ co lắc. Dạ con qua cây này ạ. Cây tiếp theo là cây mã 17. Mã 17 cây tông cao ha cả nhà. Tông cao này con giao lưu nhà mình giá 250 cả nhà ơi. Khoảng đây con ra được là 21. Đế dài 28. Tổng cao luôn là 1 mét nha cả nhà. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây mã tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 18. Mã 18 này con giao luôn nhà mình giá 250 ạ. Khoảng đây con ra được là 21. Đế dài 30. Và tổng cao là 58 nha cả nhà. Đây cả nhà, đế nó quái nó quấn bệ đặt nha. Dạ con qua cây này luôn ạ, con lên cây mã tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 19. Một rễ cơ quái lắc. Đó, một cốt luôn ha cả nhà. Cây này con giao luôn nhà mình giá 200 ạ. Khoảng đây con đo được là 22. Đế dài 27. Và tổng cao luôn là 52 cả nhà ơi. Rồi, con qua cây này ạ, con lên cây mã tiếp theo. Tiếp theo cây mã 20. 20 này con giao luôn nhà mình giá 250 ạ, cây một cốt nha. Khoảng đây con đo được 22. Đế dài 30. Tổng cao là 1 mét ha cả nhà. Dạ con qua cây này, con lên cây mã tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã 21. 21 một cây dáng trực ha cả nhà ơi. Trực này con giao lưu nhà mình giá 200 nha. Khoảng đây con đo được là 21. Sổ đế là 25. Và tổng cao cây này luôn là 75 ha. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây mã tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 22. 22 một cây là chi cành khá là đẹp ha cả nhà. 22 này con giao lưu nhà mình giá 250 ạ. Khoảng đây con đo được là 25. Đế dài 30 và tổng cao là 90. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây mã tiếp theo. Mã tiếp theo là cây mã 23. 23 này con giao lưu với nhà mình là giá 200 ạ. Hôm nay con đo được là 20. Đế dài là 30 hay cả nhà. Tổng cao luôn là 52 cả nhà ơi. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây mã tiếp theo cả nhà ơi. Mã tiếp theo là cây mã 24. 24 này con giao lưu nhà mình giá 200 ạ. Khoảng đang ra được là 20. Đế dài 44. Rồi con qua cây này, con lên cây mã tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 25. 25 này con giao lưu nhà mình giá 250. 250k. Khoảng đang ra được là 22. Đế dài là 40. Và tổng cao luôn là 52 hết cả nhà. Đây bể khá đặc nha. Dạ con qua cây này luôn ạ, con lên cây mã tiếp theo. Mã tiếp theo là cây mã số mấy vậy ta? 26. Mã 26 hết cả nhà. 26 này con giao lưu nhà mình là giá 250 ạ. Khoảng đây con đo được là 22. Đế dài 29. Tổng cao là 90 hết cả nhà. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây mã tiếp theo. Tiếp theo một cây là mã 27. Chi cành đẹp. Nhánh rất là đều ha. 27 này con giao lưu nhà mình giá 250 nha cả nhà ơi. Hoành ở đây con đo được là 19 này. Cái đế là 28 hay cả nhà. Và tổng cao là có để con đo. Tổng cao đây là được 85 nha. Dạ rồi con qua cái này ạ, con lên cây mã tiếp theo cả nhà. Tiếp theo là cây mã 28. 28 một cây đế đặc. 28 này con giao lưu nhà mình giá 250. Hoành đây con đo được là 21. Đế dài 36. Tổng cao luôn là 50. Rồi con qua cây này, con lên cây mã tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 29. 29 này con giao lưu nhà mình giá 140. Hôm nay con đo được là 22. Đế dài 30. Và tổng cao là 50. Rồi con qua cây này, con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 30. Này con giao lưu với nhà mình là cây này giá 200 ha. Khoảng đây con đo được là 16. Đế dài 39. Và tổng cao là 55. Dán bay. Dán cả nhà vô thế như vậy nha. Rồi con qua cây này ạ. Con lên cây mã tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 31. Này con giao lưu với nhà mình là giá 200 ạ.
Hoành đây con đo được là 20. Đế dài 33. Và tổng cao là 48 nha cả nhà. Rồi con qua cây này cả nhà ơi, con lên cây mã tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 32. 32 này anh Gia Lưu nhà mình giá 200 luôn ha. Hoành đang ra được là 20 này. Đế dài là 30. Và tổng cao của cây này luôn là 57 nha cả nhà. Dạ con qua cây này à, con lên cây mã tiếp theo. Mã tiếp theo là cây mã mấy vậy? 33. 33 này con Gia Lưu nhà mình là giá 200 cả nhà ơi. Hoành đây con đo được là 21. Sổ đế dài là 28 hay cả nhà. Tổng cao luôn là 56. Dạ con qua cây này ạ, à, con lên cây mã tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 34. Mã 34 con Gia Lưu nhà mình giá 200 ạ. Hoành đây con đo được là 25. Đế dài 30 và tổng cao là 53 ạ. Dạ rồi con qua cây này ạ, à, con lên cây mã tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 35. 35 này con Gia Lưu nhà mình giá 200 luôn ạ. Hoành đây con đo được là 19. Đế là 26 và tổng cao là 36 ha cả nhà. Lùng lực. Lùng lực cả nhà. Rồi, con qua cây này ạ, con lên cây mã tiếp theo là cây mã 36. 36 này con Gia Lưu nhà mình giá 300 ạ. Hoành đây con đo được là 20. Cái bệ sổ đế dài đây là 30. Tổng cao luôn là 76 ha cả nhà. Chi cành khá đều. Khá đẹp. Này là ghép tông thái đẹp ha cả nhà. Dạ con qua cây này, con lên cây tiếp theo ạ. À. Tiếp theo là cây mã 37. 37 này con Gia Lưu nhà mình giá 150 ạ. Hoành đang ra được là 20. Đế dài 26. Và tổng cao là 60. Rồi con qua cây này luôn. Con lên cây mã tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 38. 38 này con Gia Lưu nhà mình dưới giá là 250 nha cả nhà. Hoành đây con đo được là 22. Đế dài 35. Tổng cao là 60. Rồi con qua cây này ạ. À. Con lên cây mã tiếp theo cả nhà ơi. Tiếp theo luôn là cây mã 39 ạ. À. Mã 39 này con Gia Lưu nhà mình là giá là 200 ha. Hoành cổ khá to, hoành đây con đo được là 25 cả nhà ơi. Đế dài là 33. Và tổng cao con đo được ở đây là 66. Rồi con qua cây này ạ, à, con lên tiếp cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 40. 40 ở đây con Gia Lưu với nhà mình là giá là 200 ha. Hoành cổ ở đây con đo được là 18. Đế dài 30. Và tổng cao là 67 nha cả nhà. Đế sữa khá đẹp. Rồi con qua cây này ạ. À. Con lên cây tiếp theo. Cây tiếp theo là cây mã số 41. 41 này con Gia Lưu nhà mình là giá 250 ha. Hoành đây con đo được là 21. Sổ đế dài 30. Và tổng cao ở đây là 40 nha cả nhà. Rồi con qua cây này ạ, à, con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 42. 42 đây con Gia Lưu nhà mình giá 200 ha. Hoành đây con đo được là 20. Sổ đế dài 30. Tổng cao là 50. Rồi con qua cây này ạ, à, con lên cây tiếp theo luôn ạ. À. Tiếp theo là cây mã 43. 43 này con Gia Lưu nhà mình giá 250 ạ. À. Hoành đây con đo được là 22. Sổ đế dài là 27. Tổng cao luôn là 50 ha cả nhà. Dạ rồi con qua cây này ạ, à, con lên cây mã tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 44. 44 này con Gia Lưu nhà mình giá 200 ạ. À. Hoành ở đây con đo được là 20. Sổ đế dài 35. Và tổng cao là 53. Rồi con qua cây này ạ, à, con lên cây mã tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 45. 45 này con Gia Lưu với nhà mình là giá là 200 ạ. À. Hoành đây con đo được là 23. Đế dài là 25. Tổng cao luôn là 45. Rồi con qua cây này ạ, à, con lên cây mã tiếp theo. Tiếp theo là cây mã số 46. Khá đặc, khá đẹp ha cả nhà.
Rồi cây này Zalo nhà mình giá 300 ạ. Hành cổ ở đây con đo được là 23. Đế dài 26. Tổng cao là 83. Bệ khá đặc, khá đẹp. Chi cành khá đều ha cả nhà. Dạ. Mai khỏi dọn nó để con qua con qua cây này ạ. Trên đây được rồi. Hôm lên cây tiếp theo là cây mã 47. 47 này Zalo nhà mình giá 250 ha cả nhà. Hôm nay con đo được là 22. Đế dài 25. Tổng cao là 46. Dạ con qua cây này ạ, con lên cây mã tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 48. 48 cây một rễ, cây này Zalo nhà mình giá 200 ha. Hoành đây con đo được là 22. Đế dài 28. Tổng bay của cái nhánh này luôn là 88 nha. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây mã tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 49. 49 này con Zalo nhà mình là giá 150 ha. Hoành đây con đo được 16. Đế dài 30. Và tổng cao cây này luôn là 50 nha cả nhà. Bé bé xinh xinh chị đủ xài. Rồi con qua cây này. Con lên cây cuối cùng trong clip này là cây mã 50. 50 này con Zalo nhà mình là giá là 250 nha. Hoành đây con đo được là 25. Đế dài là 30. Và tổng cao là 53. Rồi. Cảm ơn quý cô chú quý anh chị đã theo dõi clip của nhà vườn con ạ. Rất mong quý cô chú quý anh chị ủng hộ cho nhà vườn con ạ. Cảm ơn Hương, cảm ơn bà con mình nha. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.